Như vậy là bài toán cho yêu cầu tìm các điện áp hiệu dụng Như vậy vấn đề đặt ra của chúng ta là nên dùng phương pháp đại số hay giản đồ vector Thì ở đây các em thấy là bài toán cho các các u như thế này, tìm u kia Như vậy cho cạnh này tìm cạnh kia Thì gợi ý cho chúng ta dùng phương pháp giản đồ vector Và giản đồ vector ở đây lại tiếp tục lại hỏi câu hỏi là giản đồ chung gốc hay nối đuôi thì các em biết là đề ra ở đây cho R ở giữa Nhưng lại không liên quan đến bắt chéo về điện áp Cho nên không dùng chung gốc mà dùng nối đuôi Và đặc biệt hơn nữa là cho biết các U lần lượt như thế này Thì lại gợi ý chúng ta là nên dùng nối đuôi Đấy ta vẽ như sau Chọn trục ngang làm trục dòng điện Điểm đầu mạch A làm gốc vẽ lần lượt các vectơ điện áp từ đầu mạch đến cuối mạch theo nguyên tắc l lên r ngang c xuống. Như vậy là l lên. r ngang. chú ý là r zL là 100 còn r 75 như vậy là r sẽ ngắn hơn. như vậy là ul, đây là ur. Và điểm này là điểm m, còn c là xuống, c xuống, à, c xuống. À, đây. à chú ý, ở đây chưa biết là à, C là lớn hơn L hay bé hơn Bởi vì chỉ biết là cho biết cái U bằng là 100V thôi Nên mình lại chưa biết nó lớn hơn hay bé hơn Cho nên mình sẽ vẽ một cách lưng chừng như thế này Vì nó cũng không ảnh hưởng Như vậy điểm B đó Như vậy ở đây sẽ là nối lại Thì nối từ A đến B chính là U Cái này bằng 120 Bởi vì biểu thức là U 120 căn 2 Như vậy U là 120 còn nối A với M A với M đây chính là U R L. Còn đây là U C Thì bằng là 100V Đó, như vậy Yêu cầu tìm đoạn này Như vậy ta sẽ thấy trong tam giác này Là biết hai cạnh tìm cạnh kia Thì cái Để tìm cái đó thì ta chú ý Nếu như ta tìm thêm được một góc Gần góc này beta Tìm góc beta thì ta sẽ tìm được ngay giải được tam giác đó vậy tại sao cái tam giác beta này ở cái góc beta này chính là góc này đó là góc beta đó vậy góc beta tính như thế nào thì chú ý là uh, bài toán cho r thì bằng 75 ôm còn là uh, zl thì bằng 100 à, như vậy là cho biết tỷ lệ uh, r chia zl này rồi thì ta sẽ tìm được beta ngay như vậy tan beta là bằng Đối trên kề tuần bằng ur chia cho ul mà ur chia L chính là r chia cho zl r chia l chính là bằng 0.75. À biết tan beta mà bằng 0.75 thì cos beta sẽ bằng 1 uh, trên căn bậc 2 1 cộng với Tăng bình beta. Đó. Như vậy là chính là bằng 1 trên căn của 1 cộng với 0.75 bình. À, bấm máy tính xem một chia căn một cộng với 0,75 bình như vậy bằng 0,8 phẩy tám cốt beta bằng không như vậy tìm được cốt beta rồi thì ta quay trở lại cái tam giác đây tam giác ta áp dụng định lý hàm số cốt cho tam giác là à, cái này bình phương tức là 120 bình bằng cái này bình phương bằng u rl bình cộng cái này bình phương tức là cộng với 100 bình trừ đi hai lần tích cái này từ đi 2 nhân 100 nhân với u rl như vậy đây là hai lần tích 100 nhân với u rl cốt beta cốt beta đây là 0,8 8 Ồ. như vậy bây giờ ta sẽ bấm máy tính để giải cái phương trình bậc hai đối url cái này bấm mốt Chọn 5 Chọn 3 Nhập hệ số A 1 Hệ số B Là Là 160 Trừ 160 Hệ số C Là 100 bình Trừ 120 bình Như vậy Có hai nghiệm Là U RL bằng

như vậy qua việc giải bài này thì các em thấy là việc nhận diện uh, giải bằng phương pháp nào là rất quan trọng. Và ta cũng thấy rằng là uh, cho cho hai cạnh tìm cạnh kia thì gợi ý cho chúng ta là sử dụng một cái hệ thức lượng trong tam giác nào đó. Vậy thì ta để sử dụng hệ thức lượng trong tam giác đó thì ta phải tìm thêm một góc. Nếu mà tam giác thường thì ta tìm được uh, tam giác vuông thì không cần quan tâm đến góc nữa vì áp dụng hệ thức là a bình cộng b bình bằng c bình. Nhưng nếu là tam giác thường thì cái quan trọng nhất là tìm một góc nhọn Góc nhọn thì cái góc nhọn này Thì lương ấy có nhà này Và để tìm cái góc nhọn beta này Thì chú ý là uh, Tang tan thì bằng đối chia kề Như vậy bằng uh, R chia cho ZLL Vậy thì cái việc ở đây thì ta các em lại nghĩ ra đề cho cái này bằng 75 cho một, cho 100 có vẻ là hơi thừa số liệu Vậy đề khác nói biết rằng là R bằng 0.75 zl. Đấy, như vậy thì ta không cần số liệu cụ thể mà ta đi tìm ra được 0,75. Như thế hoặc là một số hiệu khác. Nhưng quan trọng nhất với bài này như vậy ta phải biết được tỷ lệ của r chia cho zl là ta tìm được góc tìm được góc thì ta trong tam giác thường có được góc nhọn. Thì muốn tìm cạnh kia thì phải biết thêm uh, thêm hai uh, hai cạnh biết hai cạnh và một góc hoặc biết là uh, hai góc và một cạnh nữa à, thì sẽ tìm được tam giác đó thôi.